Dạ em xin kính chào quý cô chú, anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai khi trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cao Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với vườn mai của em Kha, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số cây siêu bông bình lợi với lại siêu bông Sài Gòn cúc thọ hương nhỏ như ý. Cô chú anh chị mình thích những giống mai nào mình liên hệ với số điện thoại của em Kha giúp em cô chú ha. Em xin phép clip chia sẻ luôn ạ. Dạ đầu clip em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình khuôn viên vườn của bạn Kha hay cô chú anh chị ở Chợ Lách Bến Tre với cô chú nha. Dạ chủ yếu là có giống mai siêu bông bình lợi với lại cúc thọ hương hàng già mùa, có dạo như ý nữa nha với cô chú. Đủ loại kích cỡ đủ giá cho quý cô chú anh chị mình có nhiều sự lựa chọn luôn hả. Cây này siêu bông bình lợi ghép với phôi dán trực, cái cốt cành đều đóng tứ diện luôn á nha cô chú anh chị ha. Phơm tàn thì đều hết trơn luôn à. À, có thớt thân hơi cao mà đế cũng khá đế nha cô chú anh chị nha. Với cô chú anh chị mình thích lựa chọn những cái cây siêu bông bình lợi mà cây phân cao tạng lớn thì mình liên hệ với số điện thoại của anh Kha nha cô chú anh chị. Dạ chị xin chào em coi. Dạ em chào chị, em chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cao Thơ Hậu Giang á. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước. Số điện thoại của em là 0393 843 842 cũng là số Zalo ạ. Dạ rồi em xin giao lưu mã số tiếp theo là mã số 76. Dạ. 76 là một cây cúc thọ hương cô chú anh chị. Dạ ngoài là 30 đúng luôn. Chiều cao là 1m. Tán ngang 90. Dạ mã số 76 một cái cúc thọ hương này em xin giao lưu là 1,5 triệu bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Cái này không bị lũa đâu hết trơn nha cô chú anh chị. Hàng già mùa năm trọc ghép cũng bự lắm rồi cô chú anh chị. Dạ mã số 77 cũng là một cây cúc thọ hương của chú anh chị. Hoành là 22. Chiều cao là 90. Tán ngang là 98. Dạ mã số 77 một cây cúc thọ hương này em xin giao lưu là 1,1 triệu em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ 1,1 triệu nha cô chú anh chị ha. Cúc thọ hương hàng già mùa luôn cô chú. Cái chậu ghép đó, nó cỡ bằng nó ngút của em ăn lên hết trơn rồi ha. Dạ rồi. Mã số 78. Dạ mã số tiếp theo mã số 78. Một cây cúc thọ hương của chính chị. Dạ hoạch là 21. Chiều cao là 53. Tán ngang là 70. Cái này bị thẹo đây cô chú anh chị. Kéo sẹo rồi. Bị hai bên luôn cô chú anh chị. Sẹo bên đây nè, mà kéo liền, sắp liền à. Dạ mã số 78 một cây cúc hoa hương này em xin giao lưu là 800 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ hàng già mùa luôn cô chú anh chị nha. Cúc cành bự cô chú anh chị. Mã số tiếp theo mã số 79. Một cây cúc thọ hương của chú anh chị. Dạ hoành là 17. Chiều cao là 40. Tán ngang là 63. Dạ mã số 79, một cây cúc thọ hương này em xin giao lưu là 350 em bao ship. Đều tàn nha cô chú anh chị, cây này mình ghép cũng được 3 chọc ghép ha. Dạ mã số tiếp theo mã số 80. Cũng một cây cúc thọ hương luôn quý cô chú anh chị ha. 80 là một cây cúc thọ hương. Này con cao hơn mắt đế cũng khá đế luôn á cô chú anh chị. Dạ hoành là 24.
chiều cao là 90, tán ngang là 75 và mã số 80. 80 một cây cúc thơ hương này em xin giao lưu là 850 em bao ship, em sẽ không ship chậu. 850 nha cô chú anh chị ha. Mã số 81. Dạ, mã số tiếp theo là số 81. Một cây cúc thơ hương của chính chị. Cây này bị cái thẹo nhỏ đây của chính chị. Chân hoành là 19. Chiều cao là 72. Tán ngang là 65. Và mã số 81 một cây cúc thơ hương này em xin giao lưu là 500 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ, 500 ngàn cho chú anh chị nha. Tám mươi hai hả chị? Dạ, mã số 82. Dạ, mã số tiếp theo mã số 82. Một cây siêu bông bình lợi. Dạ, hoành là 27. Dạ, củ đế nở luôn á cô chú anh chị. Củ đế đặt này là 37. Chiều cao là 60. Tán ngang là 70. Và mã số 82 một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1,3 triệu em bao ship. Cây lung lực nha cô chú anh chị. Em chắc không ship chậu cô chú anh chị. Bò ghép à, mập mập hết trơn à. Dạ, mã số tiếp theo mà tao số 83. Một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 24. Củ toàn là 36. Chiều cao là 72. Tán ngang 65. Và mã số 83. Một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 950 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Già cơ bo già bo lớn rồi cô chú anh chị. 950 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Và mã số tiếp theo là mã số 84. 84 là một cây siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị. Dán trực. Và hoành là 24. Đế đều luôn quý cô chú nha. Chiều cao là 94. Tán ngang 70. Và mã số 84 một cây siêu bông Sài Gòn này em xin giao lưu là 1,3 triệu em bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. Siêu bông Sài Gòn chắc cô chú anh chị. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 85. Một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 25. Chiều cao là 57. Tán ngang 50. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Và mã số 85 một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1,1 triệu em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Cây này mình ghép cũng được 4 bo đó cô chú anh chị. Thân lắc nguyên một bẻ lấy não luôn nha. Dạ rồi. Dạ, mã số 86. Dạ, mã số tiếp theo mã số 86. Cái này đâm được từ lúa cho là cô chú chị mở nắp lá. 86 là một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 24. Dạ. Chiều cao là 69. Tán ngang là 75. Và mã số 86 một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 950 em bao ship. Dạ, em sẽ không ship chậu. 950 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ, mã số tiếp theo mã số 87. Dạ. Một cây siêu bông bình lợi. Khi ship em sẽ về chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Chân hoành là 25. Chiều cao là 75. Tán ngang là 65.
Dạ mã số 87, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu em bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. 1 triệu nha mấy cô chú anh chị ha. Mã số 88. Dạ mã số tiếp theo, mã số 88. Cái này thì không dán trực nha cô chú anh chị. 88 là một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị. Đang vậy là đủ chơi Tết rồi cô chú anh chị. Giao hoành là 26. Chiều cao là 80. Tán ngang là 80 luôn. Dạ mã số 88, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu 2 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ 1 triệu 2 nha cô chú anh chị nha. Dạ mã số tiếp theo, mã số 89. Một cây siêu bông bình lợi của chú chị. Hàng này đâu loại mới lấy bò của chú chị. Dạ hoành là 21. Củ toàn này là 34. Chiều cao là 62. Tán ngang là 65. Dạ mã số 89, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 800 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ mã số 90. Cây này thì thân nó hơi lắc nha cô chú anh chị. 90 là một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 25. Chiều cao là 70. Tán ngang là 65. Và mã số 90, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 950 em bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. Cái bông dài thuộc lượt luôn á cô chú anh chị. Cây này bị dập da nhỏ phỉnh đây cô chú anh chị. Phỉnh ngay tay em. Dạ mã số. Dạ mã số tiếp theo là mã số 91. Một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 21. Chiều cao là 80. Tán ngang là 60. Và mã số 91, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 850 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Bô ghép dài thuộc lượt luôn mấy cô chú anh chị nha. Cây này giờ lấy ra nha, đóng hoặc là chưa tết là ok luôn á cô chú. Dạ, rồi. Mã số 92. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 92. Cái này ghép đều tàn rồi quý vị chú anh chị nha. 92 là một cây siêu bông bình lợi. Cây này mình dập dàng khoảnh đây cô chú anh chị. Em bán giá mềm cho cô chú anh chị về chơi. Giao hoành là 24. Chiều cao 70. Tán ngang 70 luôn. Và mã số 92. Một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 600 em bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. 600 nha cô chú anh chị. Tại vì nó bị dập da bán giá mềm của chú anh chị. Dạ mã số 93. Dạ mã số tiếp theo là mã số 93. Một cây siêu bông bình lợi. Dạ hoành là 24. Chiều cao là 66. Tán ngang là 70. Dạ mã số 93, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 800 bao ship tặng chậu. Dạ. Cho anh chị. 94. Và mã số tiếp theo là mã số 94. Một cây siêu bông bình lợi ghép được 3 bo của chú anh chị. Cái này bị dập dàng khoảnh nhỏ đấy cô chú anh chị. Em bán giá mềm nha cô chú anh chị. Dòng hoành là 19.
chiều cao là 48, tán ngang là 55. Khi ship em sẽ vô về chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Và mã số 94 một cây xi bông bình lợi này em xin vô lưu là 500 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ 500 nha cô chú anh chị. Dập vàng phỉnh đây cô chú anh chị. Và mã số tiếp theo là mã số 95. Cây này thì có một bông luôn cô chú anh chị. Một cây xi bông bình lợi. Dòng hoàng là 22. Này đế nở tàn dù nha cô chú anh chị. Chiều cao 66. Tán ngang 70. Và mã số 95 một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 900 em bao ship, em sẽ không ship chậu. Mã số 96. Dạ, cây này gọn dễ chơi nha cô chú anh chị. Một cây siêu bông bình lợi. Hoàng là 19. Chiều cao là 48. Tán ngang là 50. Và mã số 96. Một cây xi bông bình lợi này em xin giao lưu là 400 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Tàn kính tàn đi cô chú anh chị ha. 400 mã số 96. 97 phải không vậy? Và mã số tiếp theo là mã số 97. 6 luôn rồi. Ừ. Cây phong cao dáng trực nha cô chú anh chị ha. Cây này để đều của chú anh chị. Dân hoành cháu chị tí này là 49. Dạ. Hoành ở trên đây là 45. Còn hoành tên chị tí này là 39. Chiều cao chiều cao cỡ 1m6 á cô chú anh chị. Tán ngang 1m13. Cái này mình ghép tàn đều hết trơn rồi với cô chú anh chị ha. Và mã số 97 một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 6 triệu bao ship 200 km. À, đều tàn xương dày nữa nha cô chú anh chị. Siêu bông bình lợi cô chú anh chị. Để đều luôn. Cốt cành đều nha cô chú anh chị ha. Cái này hồi cái bị có thẹo nhỏ xíu đây cô chú anh chị. Hồi nhỏ ở đây nè. Để con có tay em để vô là bích. Để vô con bạch tụ kia đó cô chú anh chị xỉu. Dạ 6.900.000. 6 triệu gì? À 6 triệu nha cô chú anh chị. 6 triệu mà 6.97 bao ship 200 km. Dạ. Dạ. Cho nó qua đó luôn nha. 97. Dạ, mã số 97 nha cô chú anh chị. Cái này lùng lực sắc lớn lắm nha cô chú à. Dòng hoành là 42 cô chú anh chị. Dạ. Cụ đế này là 66. Chiều cao là 95. Tán ngang 90. Và mã số 97 một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 4 triệu em bao ship. Cây lùng lực sắc lớn nha cô chú anh chị mà bao ghép là chà bá luôn rồi đó quý cô chú. Cây này mình ghép chỉ có 5 chọt ghép thôi à. Mà bao ghép nó cổ bằng không chở ngón cái luôn nha. Đế gì à. Nó gom đế nở luôn nha cô chú anh chị. Có vẻ chị phía trước luôn à. Dạ. Dạ mã số 98. Dạ mã số tiếp theo là mã số 98. Cây như tàn thông vậy đó quý cô chú anh chị ha. Một cây siêu bông bình lợi của chính chị. Dạ hoành là 35 của chính chị. Dạ. Còn hoành eo vậy là hoành eo là 48. Chiều cao 1m3. Tán ngang 1m15. Và mã số 98.
Một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 7,5 triệu bao ship. Vâng, cao dáng trực tàng thông quý cô chú anh chị ha. Cây này vô xe chỉnh sửa tàng nó đều xương dày luôn đó cô chú anh chị. Tết này nó ra thêm 2-3 cây nữa là cái dàn xương tàng nào nhìn mê luôn nha cô chú. Nằm như con heo của chính chị, cây này em bao ship 200 km hả cô chú anh chị. Cốt cành này đóng đều thứ diện luôn à. Mã số 98, 7,5 triệu em bao ship 200 km. Dán quỳ đế lết lết luôn nha cô chú anh chị ha. Dạ. Mã số 99. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 99. Dạ, số đẹp và cây lùng lực nữa nha cô chú anh chị ha. Mã số 99 là một cây siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị. Quá trời cái cũ luôn rồi cô chú anh chị. Dạ, hoành là 29. Chiều cao là 80. Tán ngang là 1 m. Dạ, mã số 99. 99 một cây siêu bông Sài Gòn này em xin giao lưu là 5,5 triệu em bao ship. Tặng chậu luôn cô chú anh chị. Đế lực lắm nha cô chú anh chị ha. Đánh cái cò rất là gắt luôn á cô chú. Hàng này là già cơ hết trơn rồi cô chú. Cái này già mua em đem lại cô chú anh chị ha. Dạ rồi, mã số 99 nha cô chú anh chị ha. Dạ, mã số 100. Dạ, mã số tiếp theo mã số 100. Đó, cây này sát lớn nha cô chú anh chị, lùng lực luôn ạ. Cây này là phô mai vườn của chú anh chị. Dạ, hoành là 51. Hai thân lùng lực của chú anh chị, một cốt hai thân. Chiều cao là 95. Tán ngang 1 m. Dạ, mã số 100. Em xin giao lưu là 6,5 triệu em bao ship. Dạ. 6,5 triệu. Siêu bông bình lợi của chính chị. Bò ghép là gần bằng ngón út luôn nha cô chú nha. Dạ, mã số 100 cũng là mã số clip của em luôn. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Dạ rồi, em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn với cô chú anh chị nha.